Sập hả? Sập đó. Ui. Đó đó, đi nhớ vô chậm coi. Hồi sáng té chỗ nào chỉ cho bà Tám coi. Nói chung là rất là nhiều người, nói chung là cả người lớn luôn đó, thậm chí là người già luôn đó, là muốn chuyện đó với em luôn, cũng rủ em đi chơi này kia nữa. Em biết sao mà làm gì người nào, em bị gì mà cũng không ai tha em hết trơn á. Bề ngoài thì em không muốn nói gì hết, mà bên trong em rất là thương mẹ nhiều. Thương mẹ với hai đứa con em. Em chấp nhận hy sinh tất cả. Thì con cho để hy sinh. Nói chung em sẽ dạ, em nói mỗi lần em đốt nhang em giấy em giảm thọ túi của em để cho má em được thêm một tuổi thọ sống với con với cháu. Mỗi lần con cái em bệnh với má em bệnh em lo lắm. Em bệnh thì em không sợ, em nói với bản thân em có chết thì cũng không sao, trời em đã khổ lắm rồi. Mến chào quý cô chú anh chị và quý vị. Hiện tại BB đang có mặt ở Kiên Giang. Đây là Tân Hiệp A đúng không cô? Đúng rồi, ấp Tân Quế, Tân Hiệp A. Đây cả nhà, không biết cả nhà còn nhớ cô Nga không à? Đó. Bữa hôm trước con kêu cô là cô gì ta cũng hết. Cô Tám. Cô Tám. Cô Tám ơi. Hôm nay thì con cùng cô Tám đến thăm bé Cẩm Giang. Vì có một số chuyện khủng khiếp đúng không cả nhà? Không biết sao mà lại nó xảy ra cái chuyện đó nữa. Nhưng BB sẽ để video sau. Trước mắt thì cô Tám đang có một cái số chuyện mà cần nói với BB. Thì cô Tám hôm nay có chuyện gì cô Tám hả? Thì cô Tám nói không biết cái vùng đất này là vùng đất như thế nào, nhưng mà ở đây là tàn què sụa nhiều lắm. Bao nhiêu người mà tính là ở đây là 5 người. 5 người là cô chứng kiến là thấy 5 người là nó đã bị què sụa lết không à. Không có đi được. Ý là giống như bé Cẩm Giang giống như bé Cẩm Giang. Con này nó còn tệ hơn bé Cẩm Giang nữa. Ô trời ơi. Cẩm Giang nó còn lết được rồi, con này phải bông. Con này phải bông mẩm. Trời ơi. Thì bởi vì cái vùng đất này nó bị vậy cô ạ. Nó bị vậy. Hay là bởi vì cô mới mà mong ước là kêu gọi con xuống để coi là có thể mà giúp đỡ cho bé được cái phần nào cực khổ không. Dạ. Mà bé nó đã như vậy mà nó còn có ba đứa con nó rất là tội, đi bán cái số đâu có đủ sống. Đi cô nhà nào cô hả? Cái nhà này để cô dắt lại cô chỉ. Chi mà vùng đất này nó ghê vậy cô ạ? Vùng đất này tới năm đứa bị què sụa lết không vậy đó. Ý là nó y chang giống nhau như vậy á. Nó giống y gan vậy luôn, mà thằng kia thì nó nhảy không à. Con này thì bồng, còn con Cẩm Giang nó còn lết được. Dạ. Ôi trời ơi, sao mà thảm quá chứ trời. Cái vùng đất này sao nó không biết, cục đất này nó có bị chất độc màu da cam hay là như thế nào mình không biết, nhưng chất mà chất độc màu da cam đâu có phải một chỗ này. Thì bởi cô chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng sao mà sẽ đẻ ra sao bị què sụi không mà 4-5 người ở cái vùng này như thế đó cô. Mới sợ. Cái gì vậy? Thì bởi vì mới nói sống với mà cái cảnh là sống là nghèo khổ nhiều á. Dạ. Trời ơi. Đâu cô? Đây xuống với cô, cái nhà nó nè rất là khổ lắm. Cái gì? Cái nhà nào? Đây nhà này. Xuống đây coi cái nhà này khổ lắm. Cái nhà này hả cô? Cái nhà này bây giờ nước lũ rồi nha. Coi đây. Sao cái nhà gì mà giống như cái chuồng gà vậy cô? Ở trên này có gà không nè? Thì gà nó nuôi gà đó, gà nó chèm đó nó ngủ. Ô trời ơi. Đây con xuống đây con coi cái cảnh này. Cái nhà khổ nữa. Phân gà không này cô, như cái nhà. Phân gà nhóc hết đó. Ô trời, cái nhà gì kỳ vậy? Đây. Ở đây đó con coi đó, đi từ sụp chân. Sụp hả? Sụp đó. Ui. Đó, đi nhớ vô chậm coi. Hồi sáng té chỗ nào chỉ cho bà Tám coi. Sáng té gì? Té gì? Lọt đây phải không? Lọt đây, ngồi xuống lọt y lại đi coi. Ôi cái nhà ơi. Đây nước lỉnh bỉnh như thế này. Nước lỉnh bỉnh gì hả? Đây con bước cho con coi đây nè. Là chị sao bò lết rồi bò râu rồi sao bò? Thì bởi vì mấy mượn người ta bồng nó bò lết vậy đó. Ví dụ có lên đó thì nhờ người này người kia ẩm lên giùm chị. Con bỏ đi dép ra đi nó khô. Thì ướt đi dép nó khô không? Ủa cái nước chỗ này là bà con là đi bởi vì không bồng vũ lên. Hay rửa chén hay là vệ sinh là đi thẳng dưới nước này nè cả nhà. Đây trời ơi cô không thôi cô lọt nó rồi. Con bé này sáng lọt đây, lọt xuống đây coi. Lọt đây coi. Nè. Đây, cái miếng dán này xúc nè. Chút xíu cô lọt dưới này coi. Rồi mấy đứa nhỏ này sao? Cái dán này sao yếu vậy cô? Thì nó yếu. Nè, nước mình bỉnh ra nó gãy đinh hết rồi. Này, cái miếng dán này sáng lọt cho đó. Con đi coi chừng chấm tre đó, cô mới lọt lò giờ đó. Mẹ ở đỡ nè. Dạ. Ôi chào chị nha. Ủa cái dán yếu gì vậy rồi? Nè cả nhà. Nè. Nhúng cò lọt dưới chân luôn. Con lọt xuống cái rầu luôn á. Cái chỗ đó nó coi chừng lọt cái chân con đó. Ồ. Rồi chị bị sao đâu? Đó vô nó chị với bé đi. Tập chân hả? Dạ. Ôi trời, ở đây nguy hiểm lắm á, mà sao đừng con ướt con.
cái này đảo à. Nó thấy cái cảnh khổ không, sống cảnh khổ không? Đây còn hơn hả? Còn hơn lũ lụt, đồng bào lũ lụt bị miền Trung. Nó hai cái chân quay ra coi nó bị ngoại tử đó. Ấy cái chân ngoại tử, trời ơi bên cái gót kia nó còn hơn nữa kìa. Lột có trơn lên trên sao mà cái quần không có dám lấy cái quần cục gì mặc lên trên, kéo lên trên nó ngoại tử gì rồi. Lớn như cẩm bay cẩm giang vậy hả cô hả? Nhưng mà cẩm giang nó đỡ hơn, cẩm giang nó còn đỡ hơn con này đó. Nó con đó nó cháy cái giò nó khó lắm đó. Ôi trời cái chân nó lỡ cái chân rồi. Ôi trời lỡ cái gì hả? Khuyết luôn sao? Khuyết tới xương vậy? Tới xương luôn ở trên nữa. Không quay gần cho cả nhà xem được cái gót chân cả nhà. Có ai có thuốc được gì rồi, chỉ? Được rồi. Có chỉ có thuốc gì chỉ cho nó quá. Trước khi BB hỏi thăm câu chuyện của chị như thế nào thì BB quay sơ cái nhà đã. Tại vì phải quan sát cái nhà này như thế nào để đi đứng cho nó hỏi nó thuận tiện. Em có nuôi mấy con gà. Có nuôi mấy con gà mà nó ấy thì nó ngập đó thì. Ô trời cái nhà. Cái nhà dưới vách sông gì đây? Bị quýnh bây giờ nè, quýnh con. Ô trời ơi, cả nhà thấy cái hàng rào 70 để rào cái mấy cái đường lộ lại, nó không sạt lở này, chống sạt lở này. Chỉ làm cái dưới đập đê bờ sông gì đây. Hello, she is okay. Ơi. Nó còn thảm hơn Cẩm Giang nữa. Sao mà kỳ không biết nữa. Mỗi lần em lên là em phải lết lên trên đó không à. Lết rồi. Dạ. Lết lên đó đó rồi có khi nếu mà không có ai á thì em tự lết lên qua lộ. Là lúc đó là chị bò lên đường mặt lộ vậy luôn hả? Dạ. Ủa cái nhà nè. Cái nhà gì mà nước ngập vậy đây? Nước ngập gì là em phải mà cũng vẫn lết luôn cho ướt mình mấy rồi lên trển em thay đồ cũng phải cầm thêm một bộ đồ lên thay đồ. Ô trời. Nếu đặt ví dụ không có nhà ai để em nhờ được á thì em tự lết mình lên. Còn đa số là mình nhờ hết đúng không? Dạ. Nó yếu lắm cả nhà ơi. Đi. Cái nhà này đi coi chừng lọt tiên hết. Hai ba lỗ nè, đi đây nè, đi đó nè. Rồi mình chị bây giờ ở trong căn nhà một nát vậy hả? Dạ. Rồi nuôi mấy đứa con này. Dạ. Chị có mấy đứa? Dạ, tổng cộng làm được 3 đứa. Hiện đứa thằng trai em cho anh thứ 6 em nuôi rồi. Thì sao mà cái chân mình bị vậy rồi còn phải có con nhiều vậy. Rồi đứa lớn ở đâu rồi, còn đứa kia đâu? Dạ, đứa kia em giao cho anh thứ 6 nuôi giùm em mà. Là cậu đó hả? Dạ, cậu. Cậu nuôi. Trời ơi. Ủa cô Tám bây giờ hoàn cảnh này cô nói là ở đây là bò lết rất nhiều. Nhưng hoàn cảnh này thì do là bị tai nạn đúng không cô? Đúng rồi, cái này bị tai nạn xe. Nhưng mà con nghĩ rằng thì con không biết sao mà cái số này cô kêu là 3-4 người, 5 người luôn. 5 người bị bò lết. Thì chơi nữa. Cái vùng đất này sống kỳ lạ quá cô ha. Cô nghĩ cái vùng đất này nó không biết nó có gì ở đây mà sao kỳ quá. À đó chỗ này là mã mù vậy lắm. Xưa là mã mồ cặp bò lộ này nhóc. Chơi chơi. Mã mồ vậy lắm, chung cặp bò lộ này người ta lấy cốt đi bớt rồi đó. Dạ. Yeah. Cái vùng đất này. Bởi vì không biết ông bà mắt mày có quở quan gì không mà sao đẻ con tật nguyền á. 4-5 người luôn, ở sớm này. Như nãy chị nói em là chị bị tai nạn, nhưng mà chị bị tai nạn cách đây bao lâu rồi chị? Dạ khoảng mười mấy năm. Mười mấy năm hả? Dạ. Lúc đó chị mấy tuổi rồi nhớ không? Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 29. Dạ 29 tuổi, mười mấy năm trước hả? Dạ. Năm chân 15, 11. Bị lâu quá không nhớ hả? Dạ. Ô trời ơi. Là bị tai nạn chứ không phải là bị sốc, bị liệt. Dạ. Rồi lúc đó bị tai nạn rồi sao mà cứu chân không được? Nó chào quá chân hả? Tại vì người ta nói mà cái xe nó ngã lên cái lưng em á rồi bị dập đường xương tủy. Rồi chữa trị thì mất tiền lắm, tốn tiền lắm. Rồi nên gia đình không có tiền. Tại vì cái xe nó đụng thì nó chạy, nó bỏ đi rồi. Vì cái thời đó nó còn đâu có cố gắng camera gì đâu, biết đường mà tìm. Đúng rồi, mười mấy năm trước thì cái nó còn chưa. Không có cái đường tìm đâu. Chứ bị gặp bây giờ là tìm ra được hết. Đúng rồi. Tìm ra. Đụng mà nó bỏ đi đó, luôn rồi, đâu có ai nó biết đi, được. Vệ sinh nó không có cảm giác gì hết, bây giờ phải mặc bỉm vậy đó. Thấy con bỉm thấy hả? Dạ, mặc bỉm màu à, nó đi tiêu đi tiểu ở trong đó, nó đi đâu biết. Không, nếu mà chị còn gái, chị đẹp gái lắm hả? Đúng rồi. Khuôn mặt của chị nó có nét á. Nó đẹp gái. Khuôn mặt của chị có nét này á. Sinh mấy đứa nhỏ là nhờ anh chị Thứ Út ra nuôi không đó. Chứ em thì đâu có ái được cái gì đâu. Cái gì, cái niệm sao tới ngủ. Trời ơi. Có cái chân này mới bị 2 năm rồi đó. Dạ. Đẻ con này vậy. Đẻ hai đứa nhỏ là đẻ đứa lớn rồi tới luôn đó. Mà con này nó 4 năm tuổi 2 năm gì? Dạ. Nó mấy tuổi rồi? Không,
con mới bị 2 năm nay, tại như lúc mới đẻ mấy đứa này, rồi sao rồi tới luôn đó. Là con bị tới luôn, bị mới 2 năm nay đó. Rồi lấy gì nuôi tụi nhỏ này? Dạ đi bán giấy số, có lúc không có tiền lấy giấy số bán, em có đi xin. Đi xin tiền nuôi nó. Xin đâu? Thì em cũng đi dài dài xin, thì như người cho lần ít ít gì đó rồi gom gom để kiếm tiền, lúc mua đồ ăn rồi chi tiêu trong nhà tùm lum hết á. Em nghe cô nói, cô Tám nói là chị đi xin xa lắm hả? Dạ. Sao vậy? Nói chung mà chỗ nào mình xin được thì mình xin, đi gần thì sợ người ta không cho. Với lại cũng ngại nữa. Mình hạ đi xin nó xa nữa. Người ta không biết hả? Dạ. Sao ngại? Tại nuôi con mình mà sao ngại? Vì sớm gì này kia cũng công rồi, cũng dơ dặn. Má em cũng có xui có da này kia rồi xin rồi người ta sẽ đồn tới. À đi ở ngoài người ta không có biết. Đi trước mà số 2 số 1. Em trời đi ơi. Xin chỗ xa người ta không có biết để công rồi. Như bác đây rồi không có nghĩ gì mẹ mà người khác nữa. Người khác người ta nghĩ nói rồi con cái mình đi xin gì đó. Nên rồi có lúc có dư giả 200-300 thì em lấy giấy số em bán kiếm vài chục ngàn, kiếm tiền mua sữa, lớp mua sữa cho nó, rồi lớp mua đồ ăn, rồi chi tiêu trong nhà này kia. Nói chung là đủ thứ tiền hết trơn á. Rồi tiền điện, tiền tùm lum hết á. Mà nên em không mà, rồi mẹ nữa, em còn nuôi mẹ nữa. Nuôi mẹ nữa hả? Dạ. Có chân vậy mà nuôi mẹ gì? Không, có khi mẹ có tiền thì mẹ cũng nuôi qua giúp qua em này kia, rồi có khi em ấy qua lại hai mẹ con qua lại gì đó. Bà tám mấy tuổi rồi đi mất. Ủa, mẹ tám mấy tuổi? Dạ. 83 tuổi rồi, bà đi hết nổi rồi. Chào chị là gì của... Dạ là chị dâu của em. Dạ chị có thể ngồi với em trò chuyện tí được không? Tại vì em thấy hoàn cảnh này sao mà ở dạ, đây, đây là chút. Quá. Chị vô ngồi với em với... Xích ra cho mở không? Ừ, mỗi lần chạy qua là cái nó có ầm 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 vậy dạ, hả? Dạ đúng rồi, mỗi lần mà chạy ngang là nó vậy đó, không trời. Em sợ nó sập bất tử nên đi dọn lên chở nở nó chứ. Hồi nãy giờ trò chuyện thì em vẫn chưa biết tên chị là chị tên gì? Dạ em tên Dư ạ. À, Dư, chị Dư. Bé chị đứa lớn nhất là 6 tuổi rồi, đứa mấy đứa nhỏ là thứ hai là nhiêu tuổi chị? Đứa này 4 tuổi, đứa này 3 tuổi. Là con. Rồi chân dò vậy sao lo cho con cái đây, sao giữ nó lại? Nhưng mà hồi nhỏ thì nhờ anh chị tiếp em. Còn như dạ nó lớn rồi thì nó lớn rồi nó nghe lời em. Nó không có quậy như nhiều người nó nói sợ là cũng như dò cắn em về nuôi con không được. Nhưng mà thật sự nó rất nghe lời em. Nó không bao giờ nó đi phá, nó dụ nó đi đâu đó thì không thấy kêu nó là nó mới về. Không bao giờ mà nó đi mà xa nhà. Thì sao xíu em ghét xíu rồi em cũng coi chừng hết chứ. Nó không có để nó không có chuyện gì đâu. Nhiều lúc em cũng sợ lắm. À, trong con em nó cũng ngoan, nó nghe lời. Lì có quậy phá là có chứ nghe lời gì không ấy. Ngồi vậy. Nó mắc cỡ. Nghe không? Ngồi vậy. Ngồi vậy nè, ngồi vậy con. Rồi chân giò vậy sao giữ mấy đứa đây nó. Ờ, hồi mới đẻ ra em ẩm nó tắm luôn mà. Em ẩm nó tắm được mà. Tắm được luôn hả? Dạ. Em bò em lớp. Em bò em lớp cho em kéo cái thao em múc nước. Tắm nước này luôn hả? Ông hồi đó thì nói chung là nước này rồi lóng phèn. Lóng phèn anh. Lóng phèn rồi mới tắm. Dạ. Xài nước này luôn. Dạ. Uống thì ấy bình nước lọc, mua bình nước lọc á rồi uống. Chứ đâu có uống nước này đâu. Dạ. Chỉ là tắm giặt vũ là tắm xài nước này. Dạ. Rồi em tắm nó rồi múc nước mấy rồi nước sôi rồi tắm rửa rồi đầu cho nó. Để mà lắc nó cũng lớn rồi em cũng nhờ được nó thôi chứ. Tóc bé vàng là do anh giăng nắng vàng đó hả? Giăng nắng không. Vậy cho anh ấy đi trước nó đi xe mà đâu có cái máy trên nữa đó. Nắng nồi á rồi về nghe nó bệnh trời ơi nó khổ lắm. Đi có bịt mặt mà em cũng không bịt mặt gì hết trơn bởi vì vậy em cũng không đen. Đi đâu kể gần. Trời ơi đang nắng thôi. Đen nè chị nè, đi theo em nhiều nhất là đen nè. Té lên coi nè, đi đó chạy xe cổ. Bỏ hổm xe tông hai mẹ con luôn đó. Rồi chạy bỏ tiếp chứ. Tại vì lúc nãy có một số chuyện em cần muốn gặp gia đình để hỏi thăm nó kỹ càng hơn một tí. Dạ. Là chị gái này bị năm mấy tuổi chị không? Dạ, em này nó bị hồi lúc mười mấy tuổi lận. Là nó được 14 tuổi hay gì á. Là lúc là nó vừa bị năm trước là năm sau em về gặp ông xã em đó. Dạ. Là bắt đầu về rồi đầu là mới 14 tuổi qua năm 15
16 tuổi là bắt đầu nó bị người ta gạt rồi đó. Gạt cái gì? Nó bị thằng ở trên ấy chả nó gạt rồi, nó dụ nó hãm nhỏ á. Ôi trời ơi. Hãm nhỏ cái xanh thằng trai. Xanh thằng trai cái mà được thằng trai uống được bình thường đó. Rồi cái em thấy nó khổ quá trời, em mới nói thôi bây giờ cưng đừng có đi mà bán vé số nữa, đi anh biết em về ban đêm á. Rồi nó ăn nhậu á, nó đón đường nó đè hãm, tại vì dò cẳng nó đâu có cảm giác. Bị làm nhục mấy lần rồi đó hả? Dạ đúng rồi, nó bị làm nhục rồi bắt đầu tới xong xuôi sanh thằng lớn rồi. Rồi sanh thằng lớn rồi cái mấy thấy vậy mới nói nó thôi để em đi bán vé số là nó nuôi. Rồi thấy vậy thôi đằng này em cũng nói thôi đi bán đi bán, cái bắt đầu đi bán cái bắt đầu sao bị thằng sao dụ. Tiếp tục hai đứa nữa. Là kia cũng bỏ đó. Rồi bắt đầu ở đây rồi vợ chồng em rồi thấy vậy thì cũng chạy ra chạy vô lo tiếp em út vậy đó. Rồi với bà hoàn cảnh em cũng khổ, thành ra em cũng không có lo được cho em út nó nhiều. Thành ra rồi nó mẹ con nó được đùm bọc nhau đi bán vé số gì đó. Rồi em thì lâu lâu đi ra đây coi dọn tiếp em út vậy thôi. Như nó vậy giờ anh thấy nó cũng đâu dọn được gì đâu. Rồi đằng này em ra em tiếp cho coi em út vậy đó. Khổ lắm luôn. Mới sáng thằng bé lọt xuống đó đó. Em lọt xuống không kịp là lọt xuống đây nè. Chút xíu nữa là chết. Em không xuống kịp là nhỏ chết rồi đó. Trời ơi. Mới sáng này thôi hả? Mới hồi sáng này thấp thì nè. Dạ. Chưa được. Có 3 tiếng hồ đó lại là anh tới đây. Có 3 tiếng hồ đó lại. Mới sáng em nó vô hai đồ em đâu có biết đâu. Nó giấu em xuống đây nè. Rồi cái đời em đi xuống sao mà em nghe nó la đó, em chạy xuống đây nè thì thấy nó lột tóc. Nó la lên hả? Nó la. Mày nó la chứ không nó tụt xuống đó thì luôn. Con này chứ gặp con này thì rồi rồi. Nhờ con lớn nó gớt. Sáng hôm xuống làm chi vậy? Đâu bữa hổm em nói với nó rồi, em nói để cho anh đóng khuôn ga đóng miếng dán nó lại mà nước quá anh đâu đóng được đâu. Đó nó bây giờ nước nó ra chả nó chả gì mình đâu đóng được. Hôm nãy chị biết không? Em rất là thắc mắc sao mà chân chị bị năm mười mấy tuổi mà chị vẫn sinh ba đứa con, trong đó cái cuộc sống của mình còn chưa đông đầy. Mổ không đó anh, em muốn sinh à. Em mổ không đó. Để em nói xong nữa nè. Tại vì cuộc sống của chị cũng chưa đông đầy và cái bệnh tật của mình, cái chân của mình cũng khó khăn nữa. Lúc đó em đặt dấu hỏi tại sao mà lại sinh như vậy. Từ khi chị ra đây chị nói bảo rằng là chị bị lợi dụng. Dạ, nó bị lợi dụng á. Cái gì? Như chị kể cụ thể cho em nghe đi. Tại sao nó phải chính xác chứ phải lợi dụng thế nào, có bị lợi dụng lần nào chưa? Dạ có. Lợi dụng là sao như chị nói em nghe coi nào. Là nó dụ em này nọ rồi đó, nó rủ đi chơi nó. Rồi em cũng tin lời, nói chung là lúc đó còn nhá, nó cũng khờ. Con gái đúng không? Lúc đó là chỉ mình có hy vọng có một tình yêu đúng không? Dạ. Rồi quen rồi nói ừ giờ quen anh đi rồi thương anh đi rồi nữa anh dễ nói ba má anh cứ đó cũng quen cũng thương nghe lời đó tới hồi rồi được rồi cái lúc có bầu em nói đó, nó không chịu nó không nhận nó không phải con nó nói em quen anh gì? Thôi nó nói vậy đó rồi lúc đó làm lớn chuyện lum trơn nó thôi lỡ xấu hổ cho xấu hổ luôn bây giờ lỡ mang bầu rồi nó bỏ nó đòi kêu em phá bỏ em nó không nếu mà anh không chấp nhận thì thôi thì em để em nuôi chứ em không đồng cần làm tiền nó đưa ra 500.000 mà kêu em phá bỏ. Nó giờ con em cũng được mấy tháng rồi mà lúc đó em có bầu 5 tháng mà cũng không hay nữa. Con này là có bầu 5 tháng trời. Nó giấu em luôn, nó không có nói em. Rồi bằng tại vì này em đi ra đó, em cũng không có để ý tới em út nó nữa. Rồi tới khi mà cái hôm đó nó mệt. Rồi đi ra chở nó đi khám là ở đầu bác sĩ nói là nó có bầu 5 tháng rồi. Hồi đó cái bụng bự mà trời. Em không hay biết là em có em bầu. Em chới giới hết trơn luôn á. Lúc đó không nói nói đơn sơ vậy con, cái là tin hả? Lúc đó là 16 tuổi hả hay sao? 16 tuổi rồi. Đó có mấy nói về tuổi rồi đó tuổi. Nói chung em không có gạnh vụ đó tại đúng rồi nếu mà tính về lúc đó tại vì khi mà bị tai nạn đó lúc đó cũng hụt hẫng cũng nói là lúc đó là bế tắc của một đứa con gái rồi mà giờ mà người có một tình yêu đến thì họ không bộc trực lúc đó không còn trẻ nữa mà cũng nghĩ là anh ấy sẽ thương mà không ngờ rồi có con rồi nói như vậy đó rồi không chịu rồi kêu đưa 500.000 ra rồi kêu phá 500.000 dù có phá cô mụ mới nói cái bà mà siêu âm á bà nói giờ đi phá là cỡ 5 triệu bạc nhưng mà bà không có nở tại vì đã tượng hình rồi bà không có nở rồi nên em lỡ quyết định đó giờ em không cần tiền á giờ nhận không nhận thì tự em gắng cố gắng giùm đi sinh em cũng gắng em nuôi nhỏ nữa cũng gắng để thằng nhỏ ra nữa hồi đó là nhỏ là sanh ra nói chung là mẹ chồng con vuông mà nói chung hồi đó là mổ chứ không phải là sanh nữa chứ anh nghĩ nó dò cặn nó gì đã nó chết từ khúc này xuống rồi bại liệt luôn khúc dưới luôn không rồi, không để mà tại sợ là ấy này kia đó rồi nên nó phải mổ chứ không có sanh được nếu mà sanh là có thể là mình sẽ không có sức để mình sanh
Rồi hai đứa này là con của ai? Dạ con người khác. Người khác là sao? Lúc đó mình bị lừa một lần rồi sao, dạ. Sao mình tin là một lần nữa? Thì nói chung chuyến trước là đã ấy rồi, chuyến sau cũng nghĩ là người này cũng như là đã hôm qua là cũng như thương này kia, cũng lo lắng này kia thời gian gì đó. Rồi cái sau này nở có bầu anh bỏ luôn. Chị có bao giờ chị nghĩ là ủa ấy là anh đó lành lặn hay là anh đó cũng bị tật không? Dạ lành lặn. Chị có bao giờ chị nghĩ mình như vậy có ai dám yêu đâu mà? Chị có bao giờ chị nghĩ vậy chưa? Thì em cũng nuôi vào hy vọng lần hai, nhưng mà không ngờ lần hai của em nó thất bại. Sao mà trên đời lại có những cái người mà thà như tình yêu đẹp đi, thấy người một phụ nữ mà thiệt thòi như vậy thôi, mình nếu mình là một người đàn ông, mình có một cái tình thương, mình có một trái tim thì mình yêu họ đi, hay là mình đừng có lợi dụng họ cũng tội họ chứ. Họ đã tổn thương về cái con người của họ rồi, họ đã thua thiệt với xã hội rồi, cái này là cái tận cùng của xã hội rồi mà họ cũng phải dụ dỗ nữa. Bởi vì em thấy hoàn cảnh em bốc nó khổ thiệt luôn rồi, em nói hoài em nói sao mà mấy người đó bây giờ phải như người đó mà nó tàn tật vậy anh, thì nó lo lắng thì cũng muốn nói đi, nhưng mà thằng kia nó nguyên dạng, nó nói là nó dụ con này, nó nói là nó sẽ lo lắng cho ở người con này hả? Dạ đúng rồi, là nó lo cho thằng con của nó, là con riêng của con nhỏ này nè. Dạ. Là nó lo lắng cho ai giờ đâu nó cũng nghe lời, em không cản rồi, em nói không ai mà thương mình đâu, tại vì mình đang bị tật nguyền vậy đó, là không ai thương. Rồi nó nói không có, anh này thương dữ lắm, anh này nói là để ảnh lo cho. Đó, tới khi mà ở được, nghe hay tin là có bầu hai đứa này rồi là xong, là bắt đầu là nó chùn mắt tiêu luôn. Ý là em rất là tò mò là đứa sinh bé này ra được 4 tuổi nè, sinh đứa này ra được 1 năm nè, thì lúc đó vẫn còn yêu nhau hả chị hả? Thì nó đi mặn tới lui đó. Tới lui nhưng mà lại thời gian sao? Ý là không ở chung. Đúng rồi. Không đâu. Nó đi tới lui vậy, nó nói nó về mặn về nuôi cho con. Thì cũng như nó mặn được 100.000 thì về cho nhỏ này 20-30.000 vậy thôi. Rồi con này thì giờ là bỏ em luôn rồi, bỏ em luôn rồi, người đó có vợ khác rồi. Đâu có rồi qua lại nữa đâu. Nghe lời rồi về cái ở thêm được dính một bà nhỏ này cái nữa rồi xong. Là nó cứ xéo mất tiêu luôn. Em cũng nói chung kiểu là như ông về đây lâu về đây em thăm cái là lúc nhỏ đầu tiên thì còn về qua lại thăm, rồi sau này cái đứa sau nữa là nói chung là chắc quen nhỏ khác rồi nên giờ không có về lo nữa, mất tiêu nó không luôn. Có qua lại nữa. Đừng có con con nghịch quá, hôm mày quýnh bây giờ nha. Con cá kìa. Nó vậy đó, nó về là ở được đứa sau đó là gọi lớn tuổi không, lớn tuổi không? Cái người đó nhiều tuổi, thằng đó ba mấy tuổi. Ba mấy tuổi còn trẻ vậy đúng hả? Mà tàn nhẫn vậy đúng hả? Đã tàn nhẫn với một người phụ nữ tật nguyền rồi mà còn tàn nhẫn hơn khi bỏ chính hai đứa con ruột của mình nữa. Dạ. Sao cuộc đời của chị? Hai đứa con nó cũng ngoan lắm luôn. Nói chung là ảnh cũng có đời vợ chứ. Cũng là cũng đã thôi hết đời rồi. Rồi em là đời thứ hai đó. Trời ơi. Con ngồi chơi ngay út bánh bây giờ hai đứa cũng nghĩ là sẽ mình sẽ tìm được từ tình yêu đến tới sát mà, nhưng mà không ngờ, nhưng mà em cố gắng em vươn lên là dù không có người đàn ông bên cạnh, em cũng cố gắng làm nuôi mấy nhỏ. Ngồi cái việc mà mình bị lừa như vậy rồi, có khi nào chị đi bán vé số mà chị đi một mình rồi chị gặp những cái đối tượng xấu lần nào chưa? Dạ có lần đó có người đàn cũng em, nhưng mà em nói với người đó, nó ngay nhờ người đó có lương tâm. Đợt đầu tiên á nha. Lần đầu tiên là lúc đó có người đứa lớn chưa? Chưa, dạ chưa có đứa nào chưa. Chưa đứa nào. Là lúc trước là em chưa có quen người đó. Là có người đó đã từng muốn cưỡng em đó, mà em nói thôi anh đừng làm gì lỡ xảy ra chuyện này nọ rồi ba mẹ anh xấu hổ với anh là sao. Rồi anh ngừng lại, anh không có làm là gì đã nữa. Có một những hành vi ấy rồi. Dạ. Nhưng mà người ta suy nghĩ lại. Dạ. Nghĩa là nói với em rồi anh suy nghĩ lại, nói chung cũng vừa là bạn luôn đó. Không biết anh có để ý thích em không, em không biết, nhưng mà tự nhiên cái bữa đó rồi ảnh cứ như vậy đó, rồi em nói vậy rồi ảnh thôi vậy thôi, anh không làm gì nữa. Quánh bây giờ nè. Nói chung là rất là nhiều người, nói chung là cả người lớn luôn đó, thậm chí là người già luôn đó, là muốn chuyện đó với em luôn, cũng rủ em đi chơi này kia nữa. Em biết sao mà làm gì người nào, em bị gì mà cũng không ai tha em hết trơn á. Nói chung là hồi còn gái nó ngay là ổng biết làm sao thôi, số em đào qua hay là cái gì em cũng không biết nữa. Mà lúc đó là rất là nhiều người chọc ghẹo em, phái em lắm. Ô trời ơi, chị nói một câu mà đứt ruột cả nhà. Em bị vậy mà người ta cũng không tha cho em nữa. Hồi đó là
có người đó cứ đeo đeo theo em đợi xin số điện thoại hoài mà không có cho mà cứ đèo bên cái người chị bán chung cái số cho em đó, rồi cái cho số điện thoại cái điện em là rủ em đi chơi. Cái em tức quá, em nói chuyện này bình thường á, với ảnh là ảnh không chịu, mình cứ một hai cứ khiến em nổi giận lên không à. À, mà cái ổng rủ em á đi nhà trọ với anh đi rồi anh cho tiền em, nói à, anh nghĩ cái đồng tiền của anh lớn lắm hay gì mà anh rủ tôi đi chơi. Là rồi nó ngày ổng cứ nói hoài nói đi chơi đi chứ bán cái số ngày có nhiêu tiền đâu, mà em làm giá, nó làm giá cứ rủ đi hoài, nó tôi không thích rồi mà đừng có rủ tôi nữa hoài luôn, cũng mấy người hoài luôn đó mà nhiều cái em tức. Rồi người đi bán số cái người đó hỏi vậy, em ơi em có đi dù không? Em lúc đó em ngu lắm, đâu biết đi dù là gì. Thế sau này em mới về em hỏi người ta, nói hỏi đi dù là gì. Cái mấy người đó mày ngu quá à, đi dù mày cũng biết, em không biết. Thật sự là em không biết luôn á. Trên đời mà nó lại có những cái mà em không nghĩ ra, mà con người với con người đó mà sao mà có những cái đó là em không biết sao mà có nó lầu ra nữa. Thà như một người con gái bình thường á thì còn chọc ghẹo nó còn vui vẻ nha, nhưng mà người bệnh tật như vậy mình không thông cảm cho họ thôi, mình không đồng cảm với họ thôi thì mình đừng có chọc họ, nghiệp lắm chị. Nhưng mà thôi mình không có nói vấn đề đó, ai làm nó chịu. Còn thiệt sự là thấy chị hoàn cảnh đau lòng cả nhà. Rồi các bé bây giờ nó không được đi học nữa, đứa thì 4 tuổi, đứa thì 3 tuổi rồi, còn đứa kia 6 tuổi. Đứa kia 6 tuổi mà cũng không được bình thường hả chị? Dạ đúng rồi, nó không được bình thường. Nó như nó khù khờ vậy đó, nó ngố ngố hay sao đâu á. Biết nó nói gì, bây giờ mình nói con mình nó bị ấy. Rồi thôi được rồi, em hiểu rồi. Đây chỗ nào, chú quay kìa, chỗ đó kìa. Đâu con bỏ giờ xuống này. Rồi sáng con lột chỗ nào đâu? Sáng chỗ nào là bỏ giờ dính cho chú Út đi mua đi chạy xanh chạy. Ừ đó. Đâu có chừng. Lọt thiệt đó con. Thôi được rồi, đừng. Thấy không? Có em không nhà. Lọt mà em còn chỉ nữa thấy không? Giỡn quá, tránh đi chú ngọt. Em có thấy chị lọt không? Em bé Châu có thấy chị lọt không? À thấy luôn hả? Lúc đó Châu làm cái gì? Châu đang bận coi điện thoại rồi, kệ chị lọt luôn hả? Ôi Châu, Châu ơi Châu. Đúng con. Đúng rồi, mày bắn cái gì ra kịp hả chị hả? Dạ đúng rồi, đúng đó là em, tại vì em nghe nó la cái hới, cái bắt đầu là trên lộ đâm phóng xuống, chạy xuống mình thấy lọt xuống đó. Trời ơi. Đó, đó lọt cái chỗ đó nó chỉ đó. Ở chỗ đó sao đó. Rồi nó bu đi sao, nó bu lại hả? Dạ nó bấu lại dính chỗ đó đó, nó lọt xuống rồi lọt tó rồi nó la làng cái đu dính đó đó. À. Mày cái lỗ này nhỏ chứ lỗ dạ. To rồi. Không vừa nó lọt luôn á. Vừa người nó xuống luôn đó. Ý là nó giơ hai tay hay hai bên hả? Dạ đúng rồi, giơ hai tay nó chụp trên đó. Dạ đi nó không biết, nó không biết cái lỗ á. Chụp rồi. Nước mà. Ốc xuống được không Châu? Em thấy nước nôi quá trời, thấy gì dọn đồ của mẹ nó lên tiếp cho nó để cho ảnh ướt hết á. Dạ. Rồi giữa đầu nó xuống rồi đâu thấy đâu, tới nó lọt nó dưới này la lên rồi chạy xuống liền. Thôi đi lên cô nương ơi, đi lên. Trời ướt con ơi con. Ôi, trời ơi vậy. Đi đoạn vậy, nó quýnh bây giờ nè. Chạy lên đây nè, chạy lên với mẹ. Té đó con. Giỏi lắm đó, bưng bình nước, bưng nổi nữa đó. Châu ơi, Châu có muốn đi học không? Muốn em nói chú nè. Bộ con muốn đi học không? Muốn đi học không? Con muốn đi học không kìa? Đi học không kìa? Chú cho đi học kìa. Đâu, để nói chú này. Đi học qua đây cháu nào? Đi qua nói với chú kìa, muốn đi học không? Cô chú nào? Nói với cô chú nè, cô chú trên cộng đồng mạng nè, nói sao? Nó không muốn đi học không? Con muốn đi học hả? Ham lắm, ham đi học. Con thấy mấy đứa học sinh trong trường á, trời mẹ ơi, mẹ cho con đi học đi mẹ. Cứ kêu hoài, nói mẹ khổ quá, sao mẹ cho con đi học được. Vậy con ham đi học, con chú cho con đi học kìa. Đâu con kêu chú gì, kêu chú ơi cho con đi học đi. Nói đi. Chú ơi cho con đi học. Dậm lên, nói đàng hoàng. Chú à. Chú ơi, con ham học quá, chú cho con đi học đi. Trời ơi. Chắc hẳn là do là bé nó ra đời sớm quá, cho nên là cái những lời ăn tiếng nói của bé nó hơi bị thô một tí. Nhưng không sao, người lớn sẽ thông cảm một tí cho cả nhà. Cả nhà thông cảm cho bé, tại vì bé nó cũng cùng với mẹ đi bán giấy số rồi đi xin tiền nữa. Rồi chân giò chị, rồi chị đi xin tiền rồi đi về đây luôn hay là ở đâu nữa? Dạ, có khi ví dụ đi xa, có lúc em đi xa quá thì em mướn trọ, em ngủ ở đó luôn cũng có. À, còn lúc về đây thì nấu cơm nước thì mẹ nấu hả? Hay sao ai nấu? Em nấu. Chị nấu ở chỗ nào? Nấu cơm nấu ở chỗ nào? Dạ, nấu đó đó. Ồ, nấu chỗ nãy hả? Dạ. Đây cả nhà. Nước linh láng gì hả? Dạ.
Ôi trời ơi. Cả nhà cũng biết rồi, ở đây á, nước của bà con á, là bà con đi vệ sinh hay là làm cái gì giặt giũ, nói chung là tất cả nước thải là nó thải xuống sông luôn rồi nè. Mà gia đình thì xài lại, các bé thì nó tinh nghịch vậy đây. Dễ bị bệnh tả lắm. Dễ lắm luôn á. Khổ gì khổ kinh rồi. Dạ. Khổ gì khổ kinh vậy. Dạ. Đâu giờ mình vô thăm nhà mẹ đi nha. Dạ. Dạ em lên chở. Giờ xuống nước ướt mình kêu. Được không, đi em ẩm vô. Dạ, dạ thôi để ăn cứ ẩm đi. Ngại hả, sợ hả? Dạ, đấy. Giờ sợ đàn ông chưa? Ô cả nhà. Ê giờ em mới để ý nè. Cái tay gì cơ bắp kinh khủng cái luôn à. Tại em gặt xe đó, lúc đó gặt xe dữ lắm luôn đó. Từ sáng sớm đó chị là phải làm công chuyện này kia rồi. Đâu chị ơi cho em coi nè, cái tay nó cái nhà. Chị gồng lên cho em coi con chuột nè. Gồng lên, gồng cái tay lên nè. Ôi trời, cái tay gì giống như đàn ông luôn kìa cả nhà. Cơ bắp hai cái dây kìa. Cả nhà thấy hai cái dây của chị không? Y bằng động viên cử tạ vậy á. Con kêu lên nóc ẩm em chút. Ô. Ôi mẹ này, tụng nghe mất con xíu mẹ đi lên rồi. Đi lên. Chứ ở đây làm gì? Ở đây rồi lọt xong đó gì? Ở đây cho lọt xong hả? Đi lên mà. À, chào anh. Anh cứ bồng chị vô đi. Mẹ con ghé. Dạ. Cái này mới dư. Dư chay. Đo bình thường thì chị di chuyển cái nào chị di chuyển cho em. Chị xuống dưới đất chị di chuyển em coi đi được nữa không? Dạ. Còn di chuyển được nữa không? Di chuyển em nhắc bằng cái ghế. Má. Chứ không phải là lết bằng dưới đất hả? Có lết dưới đất luôn vậy. Lết em coi cái này. Từ lúc em biết nhắc cái ghế này là em đỡ cái giò em rồi đó. À thì lết cái lết đất em coi nè. Em coi. Giờ lết hay nhắc ghế? Hả? Giờ lết hay nhắc ghế? Lết ghế, à lết là lết dưới đất á. Vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Hồi đó em lết vậy không mấy cái giò nó mới bị gì nè. Rồi cái đổi bên đây nó cũng bị bên đây luôn. Nè, cũng như là cái giò em nó về bên đây vậy nè. Bởi vì nó mới bị cái lỗ này nè. Ừ, trời ơi. Chị lết hoài là nó ngồi tử á. Không biết nữa, mỗi lần ngồi vậy nè. Không lỗ vậy hả, nó thúi vậy hả? Dạ, mỗi lần ngồi gì nè, cái đổ mồ hôi ướt nhẹp cái giò hết trơn. Em không biết làm sao mà để cho nó hết nữa. Đang gầu lon chết nó nhất quá trời nhất luôn, ban đêm á. Lạnh nó nhất. Giờ có khi lúc cũng không có tiền mua thuốc này kia rồi nên đang không có mua thuốc. Mẹ ơi, bây giờ con gái vậy nó kêu nuôi mẹ có nuôi nổi không? Nuôi được. Mẹ năm nay nhiêu tuổi rồi mẹ? 87 tuổi rồi chú ạ. Ở đây là có ai ở với mẹ? Không có ai cháu. Chứ chị ở đâu? Giờ em ở trong nhà em ở trong. Mẹ ơi. Sao lúc đó xây nhà ở ngoài đó là sao không hiểu? Dạ. Sao lại lúc đó xây cái nhà, cái làm cái nhà dựng cho ngoài đó? Tại đó nghĩ có chồng ở dưới, em đi rồi em ở dưới nên. À, lúc đó là có chồng là ở dưới đó. Dạ. Cái ở dưới đó cái mình giờ ông đi rồi ở mình nên dưới đó. Dạ. Còn mẹ ở mình trên này. Dạ. Ở mình nên đây. Chân giò vậy đầu nuôi mẹ kìa, mẹ kìa. Đâu có nuôi tôi được, tôi cũng đâu có nuôi thì mẹ nuôi em nuôi mẹ, qua lại thì hai mẹ con có nhiều đùm bọc nhau nhiều chứ giờ. À, sao cái nhà thì ủa căn nhà này là mẹ xây luôn hả mẹ? À, không nhà nước xây, nhà tình thương. Hồi đó cái nhà nó mục nát hết trơn anh ơi, không nhờ nhà nước, nhà em cũng không có mở nữa. Dạ. Chú giúp đỡ thì nó cho tôi lo hết nổi rồi, chú ơi già mà không nổi. Mấy số ngày có mấy chục tấm nè, đỡ hết nổi rồi. Cũng bao nhiêu số nè, tám mấy tuổi cũng bao nhiêu số nè. Ừ, đau mình đã không gài luôn 20 ngày tháng rồi, mần hết nổi rồi, đi hết nổi rồi. Bán giấy số gì là rồi cái phụ nuôi chị hả? Hồi xưa bà nghe nói bán đất chữa bệnh cho chị hả?
có hết đâu. Em thì cũng không có gì nhiều. Đến đây thì nghe cái hoàn cảnh chị cũng thật sự là nó éo le vô cùng. Em thì bây giờ có một cái cô Mạnh, có cái anh Mạnh Thịnh Quân, gia đình anh Jason La ở Úc á, thì anh có gửi cho em một ít tiền để làm quỹ là 1.000 đô. Em sẽ trích ra 2 triệu đồng. Mà 2 triệu đồng thì ít quá. Thì bây giờ em gửi em sẽ lấy 3 triệu tới từ số quỹ của anh Jason La ở Úc, gửi cho chị 3 triệu nha. Thì của ít lòng nhiều, em cũng hy vọng nào đó thì có duyên thì mình gặp lại. Ba không được ạ. Không có duyên thì cũng chịu gì ạ. Đây là số tiền em gửi cho chị nha. 3 triệu đồng chị đếm là giúp em có đủ chưa? Trước tiên thì em cảm ơn cộng đồng mạng với anh Jason, anh BB, anh Jason, anh Jason đã giúp đỡ cho em trong hoàn cảnh em đang gặp khó khăn khổ sở, đã giúp đỡ cho em rất là nhiều thì em mang ơn nhiều lắm. Trong lúc này giờ nhà của em đang vậy thì em lên mở với mẹ, thì nhờ hôm nay nhờ có anh đã giúp em cảm ơn nhiều lắm. Thời gian qua là cũng ở dưới đó luôn hả? Ở dưới nhà đó hả? Dạ. Còn mới lên ở mẹ đây. Dạ. Mới lên này với em tính lấy kiếm số vốn, em lấy giấy số em bán. Rồi cái chỗ này ở làm ăn bán không có được. Nói chung là bán ở ẩm xấu. Bán không được, không kiếm chỗ khác em bán. Có khi nào làm vậy rồi trong khi chân tay mình dậy, rồi con cái, rồi tình cảm nó dồn cho mình áp lực, có khi nào thì chị buồn bã tới mức độ là chị nghĩ ngợi lung tung không? Có mấy lần nhiều lúc em cũng muốn chết, em suy nghĩ lại con cái với mẹ nên em phải gán chịu. Em bị gì từ lúc em bị gì là em đã tủi thân lắm rồi. Sống của em đi. Chuyện khó khăn thì cũng gắn nhiều. Gặp bao nhiêu chuyện chắc chở em cũng gắn. Em vượt qua, buồn có buồn thiệt. Nhưng mà ở ngoài thì cũng như em tỏ vẻ em vui. Nhưng bên trong em rất là buồn. Em nghĩ nếu mà kiếm được người nào đó thương em thật lòng á, thì dù bằng mọi giá làm cực khổ thì em cũng gắn, em lo hết. Chị đã thử 2 lần rồi, đâu có lần nào được đâu. Dạ, bởi vì em nói biết cái số mạng của em nó vậy rồi. Giờ có ước ao gì cũng không được. Là em ước ao được có cái nhà để ở, che nắng, che mưa, như lo cho con, cho cái nữa. Chứ tối ngày tiền mà không có đi, không có số bán thì đi xin tiền người ta qua ngày. Số thì lúc có lúc không nữa. Em thấy ngay cả bản thân của chị, ngay cả cái chị nuôi chị được chưa hay là nuôi con chị được chưa mà lúc nào chị cũng nhắc tới mẹ mình. Đúng là mẹ lớn tuổi thiệt, nhưng mà mẹ còn đâu đó còn anh chị em sao? Tại sao lúc nào chị cũng nghĩ tới mẹ? Tại vì á, người mẹ là mẹ sanh em ra, mẹ lo cho em, cái gì mẹ cũng hết lòng với em hết á. Nên em thương mẹ. Bên ngoài thì em không có nói gì hết, mà bên trong em rất là thương mẹ nhiều. Dạ được rồi. Thương mẹ với 2 đứa con em. Em chấp nhận hy sinh tất cả. Thì con gì để hy sinh? Nói chung á, em sẽ tại dạ, em nói mỗi lần em đốt nhang em giấy em giảm thọ túi của em để cho má em á được thêm một tuổi thọ sống với con với cháu. Rồi lần con cái em bệnh với má em bệnh em lo lắm. Em bệnh thì em không sợ, em nói với bản thân em có chết đi cũng không sao, trời em đã khổ lắm à. Mỗi lần má em có bệnh em lo gầu trong lòng với con em đó. Thôi đừng có buồn nữa, thì đến đây thì nó cũng em cũng đã hiểu cái tình cảm chị như thế nào. Mình cũng sống thật lòng, mình sống đúng lương tâm của mình, nhưng mà mình không được may mắn thôi. Em suy nghĩ đó, giờ cuộc sống em sống luôn thật lòng, bao nhiêu người nói chung là dưới tình bạn, tình yêu, giận nói chung với người thân luôn, nhưng mà gặp lại rắc rối là những chuyện chớ chiêu mà. Nhưng em không hề nghĩ tính toán là bất cứ chuyện gì. Tiền bạc em không bao giờ em tính toán. Em nói quan trọng nhất là cái tình nghĩa. Còn tiền chỉ là giật ngoài thân thôi. Mất tiền mình có thể kiếm lại được.
Còn nếu mất tình nghĩa rồi là không bao giờ kiếm lại được. Em có bạn bè nói chung là chơi với người ta thật lòng luôn á đó. Đó, rồi cuối cùng người ta chơi lại với em vẫn biết luôn, nhưng mà em vẫn để trong lòng. Mình biết như vậy là mình tránh xa người ta ra. Em không nói, nếu mà càng chơi nhiều nữa thì càng đau lòng nhiều. Hồi trước là em ngu khờ thiệt, nhưng mà đối với em bây giờ thì đã rút kinh nghiệm quá nhiều rồi. Em nói chuyện nghe này, ngày xưa em cũng hay có những cái suy nghĩ tiêu cực, rồi lúc nào con người của em nó cũng có một cái gì đó phải tức giận người ta, phải làm sao để người, nói chung là mình cứ sâu máu về những cái mình đang trải qua. Để làm gì chị? Để chị đau đớn hơn, để ta chị vào giày vò trong cuộc sống hơn. Sao chị không dành thời gian đó để mình nghĩ về con mình, nghĩ về cho mẹ mình thì mình nhẹ nhàng hơn chị ạ? Thôi, những cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì mình cứ cho nó qua đi. Đôi khi đó mình nợ họ, mình trả cho họ đi. Để mình nghĩ thoáng vậy để mình nhẹ lòng hơn. Nha chị nhá. Nhiều lúc em cũng bực tức lắm, giận lắm. Nó tại sao cái số của em, cuộc đời của em nó khổ vậy mà còn gặp nhiều người á, đùa giỡn với em, không coi trọng tình bạn, tình nghĩa, không coi trọng tình cảm của em. Nói chung mình cho đi mà không được nhận lại gì hết, rồi toàn là nhận những thứ gì đâu không mà. Thôi coi như cái số mình đi, cho nó qua đi con ơi, đừng nghĩ gì nữa. Chứ người ngoài đâu có biết được nỗi lòng của em nó khổ thì sao đâu. Sống thì sống vậy đó. Nhiều người ta trách móc em đủ thứ cái chuyện hết trơn. Nhưng mà kệ, em không có quan tâm. Em chỉ sống cho bản thân của em, lo cho con, cho cái. Vậy em bỏ hết tất cả, cho người ta nói đi. Nhiều tiền bạc, ví dụ tiền này mình kia, người ta có ăn gian này kia, em cũng vẫn cho người ta ăn luôn. Cái giò này mình lo bỏ qua chuyện đấy, mình coi cái giò này kìa, mà nó điều trị bệnh rồi, không một thuốc. Mang cái giò này nè, cái giò này ghê quá, ghê luôn rồi. Giò cắn. Sao mà thiệt? Cái chân nó làm như bị ngoại tử, hai chân hai ghê quá. Có đợt đó anh bác sĩ anh có nói là giò hình như là bị viêm da, không phải bị viêm da. Viêm da chị bò lết đứng ăn, nó kiểu như vi khuẩn nó bám, cái nền đất lại dơ rồi nước ở đó nữa dơ nữa, cái chị bị mòn chân, ăn chân. Thì có đợt thì quay qua có tới nước ngập, mà nước thì nước ngập lên thì mới ảnh hưởng gì nước. Mình nước thường, rồi mà bò lết ngồi đường nữa cái nó mòn nó. Lết lên cầu thang nó mệt lắm luôn, nó dài nó mệt. Lại mỗi lần ấy cái bưng thao đồ này kia. Mà cái nhà của chị thì phân gà ở trên đó quá trời luôn. Cái đó có nuôi mấy con gà. Cái nó mượn hút của nó xịt nước thì nó rửa gì mấy. Giờ khủng khiếp luôn á. Hít ba cái đó bệnh cũng chết. Chị đó còn chị còn người lớn đó, chị còn bị ăn thúi chân vậy rồi con nít nên sao nữa. Thôi lên đây ở với mẹ đi ha. Dạ, nữa ai cũng lấy cũng dọn lên đây với nhà cửa dọn. Mà nhà này thì cũng giọt hết trơn nha. Nhà này cũng lủng hết trơn rồi nè. Chứ mà mấy cái cột này một có rồi, chỉ được có hai ba cái cây đó thôi, tao cũng mấy một xiên bàn tay gì nó mục hết. Thôi đừng có bùng nữa. Bây giờ thì cũng em cũng đã hiểu câu chuyện của mình rồi. Và cô chú chắc hẳn cũng hiểu câu chuyện của mình rồi. Cái số phận người phụ nữ thì lúc nào cũng phải trớ treo và thu thiệt lắm. Còn đau lòng hơn khi mà chị là một người phụ nữ bị tàn tật nữa. Mà người ta cũng không buông tha. Thôi cứ kệ đi, quên đi. Thôi bây giờ em đến đây cũng mong hy vọng là mình có thể duyên duyên và mình cũng sẽ có gì đó vui mừng hơn. Cho em hỏi tí cái tay chị sao nó to quá vậy? Tại em nhận động này kia. Thôi chị gồng con chục lên cho em coi con nào. Gồng lên nào, gồng lên coi nào. Đó nè, cái nhà. Hai cái dài chỉ mới hai dài đàn ông á. Y như hai dài đàn ông vậy đó. Cái dài này nó tao mới để. Không phải đâu, làm như là cái chân nó bị gì rồi nó làm cái tay này. Tay nó khỏe. Khỏe. Cho anh em vận động mà, dưới em đâu có vận động đâu, bởi giờ em cái nhỏ. Cái lưng trở lên đâu vận động, trở lên chỉ vận động. Nhìn cái bả vai y vào động viên cử tạ vậy á. Đúng rồi, thay nhớ thì tập tạ phải. Thôi bây giờ thì Vy cũng nghĩ rằng đoạn video cũng đến đây cũng đã dài rồi. Và em cũng hiểu được câu chuyện rồi. Thôi, chúc cho chị sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống hơn. Và có thể là cái chân này nó sẽ lành, chữa lành. Cả nhà nếu mà biết cái cách chữa nào thì cả nhà hãy chỉ cho chị với cả nhà. Chỉ cho em với em làm cho hết cái giò, giờ em nhức quá trời luôn rồi, không biết sao cho nó. 2 năm rồi đó. Mà bên đây mới thấy ghê hơn bên đó. Cái giò bên đây là giò nói chung là ăn gồn vô tới xương. Thấy rồi, ăn tới xương rồi, thôi đừng dở lên nó vì em quay không được. Thấy rồi. Nó ăn vô cả nhà, ăn sâu vô rong á, ăn tới xương luôn á. Nhiều lúc mình suy nghĩ sợ cưa cái giò luôn á. Cưa giò quá trời luôn rồi. Vì cứ quay nhức quá thì nhức. Tôi cũng đang nói chuyện bà cái.
Thôi bây giờ con đến đây con cũng làm xong việc của con rồi. Con cũng thay mặt của chú anh chị trên cộng đồng mạng chúc bà thật nhiều sức khỏe nha. Ôi, nhìn mặt bà phúc hậu quá trời luôn nè. Khổ muốn chết. Hai cái giò đi có nổi là con nhít kìa. Khoan, từ từ. Mày. Ta chở xíu giật tay. Mày. Xe không khám. Là mấy mẹ con đi bán giấy số bán vậy hả? Dạ. Đi bán giấy số xe này nè. Ồ. Trời ơi cả nhà. Đây là cuộc sống hàng ngày của chị. Cố gắng từng ngày từng giờ để vượt lên chính mình. Vượt lên chính những cái khó khăn của mình. Cố gắng nuôi con, cố gắng báo hiếu. Thật sự là rất là thương xót cho hoàn cảnh của ba mẹ con ở nhà. Rất là tội nghiệp. Thì bây giờ video cũng đã dài rồi. Baby cũng xin khép lại video tại đây. Nếu cả nhà thấy video này hay và ý nghĩa, hãy nhấn like và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.